Ok, tiêu đề của video hôm nay là so sánh giữa Flare Pro 2 và Flare Neo. Nhưng trong quá trình trải nghiệm cả hai sản phẩm này thì mình thấy hai chiếc máy này nó có quá nhiều điểm giống nhau để có thể so sánh một. Vì vậy nếu mà đi theo nội dung như thế nó sẽ chán, nó sẽ toàn là những nội dung mà bạn không cần nghe cũng biết. Vì vậy chúng ta sẽ đi sâu hơn vào chiếc Flare Pro 2 và ở phần cuối của video mình sẽ nói ra những cái điểm khác biệt giữa hai sản phẩm cũng như là cảm nhận và lời khuyên của mình giữa hai lựa chọn. Trước hết thì ấn like và subscribe đi các bạn, vì chúng mình thực sự cần những cái nút đấy để kênh có thể phát triển hơn. Mình đã đọc hàng tỷ cái comment như thế này rồi, nên nếu bạn muốn ủng hộ chúng mình thì chúng mình đã để sẵn những cái đường link donate với những cái định dạng là 10.000, 20.000, 50.000 và 100.000 ở dưới phần mô tả của video. Và bạn có thể donate cho chúng mình sẽ sử dụng những cái số tiền đấy để mua những cái dụng cụ cà phê về review và sau đấy là giveaway lại cho những cộng đồng người xem Espresso Maker. Và giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Với 8 triệu đồng bỏ ra cho một chiếc Flare Pro 2 thì chúng ta sẽ có một cái chiếc build ăn điểm tuyệt đối. Tất cả những cái chi tiết kim loại hầu như chiếm trọn vẹn cái thiết kế của chiếc Flare Pro 2. Điểm đáng nói hơn là cái chiếc Flare Pro 2 này nó được hoàn thành bằng rất nhiều những cái cấu phần nhỏ khác nhau. Vì chỉ khi vận hành rồi các bạn mới thấy là những cái dụng cụ toàn 7 như này nó phải chịu một cái lực tác động rất là lớn trong cái quá trình vận hành. Và so với cả những cái robot cà phê latte hay là rock thì cái chiếc Flare Pro 2 này phải thực sự hoàn thiện rất là tốt, nó mới có thể đem lại một cái sự chắc chắn nhất định như thế này. Và chỉ có một cái thiết kế như thế này thì chúng ta mới có một cái dụng cụ pha espresso đòn bẩy nó thực sự đẹp, nó thực sự thu hút về mặt thẩm mỹ được. Và công bằng mà nói thì mình thấy chiếc Flare Pro 2 cực kỳ đẹp, nó đẹp hơn hẳn so với cả rock hay là so với cả cà phê latte. Đấy là điều mà mình nghĩ là không cần phải bàn cãi. Ok, về độ hoàn thiện thì không còn gì để nói về Flare Pro 2. Từng chi tiết nhỏ đều được hoàn thiện rất là tốt, qua đấy nó đem đến cho chúng ta tổng thể một chiếc máy có cái độ chi tiết rất là cao, có độ hoàn thiện rất là thỏa mãn. Và ngay cả khi những cái yếu tố rất là vụn vặt như là khi chúng ta bỏ cái phần roof này ra này, chúng ta sẽ có những cái núm cao su ở đây để khi mà nó đập xuống đất này nó không kêu ra những tiếng động khó chịu, hay là cả cái phần núm cao su ở đây nữa để khi mà chúng ta cho vào cái cây du lịch ấy, nó sẽ không cạ những cái phần kim loại vào nhau, nó tạo ra những cái tiếng kêu kinh hoàng hay là những cái vết xước cho chiếc máy của chúng ta. Thì mình nghĩ đấy là một cái tính toán cực kỳ hợp lý và cực kỳ tinh tế dành cho người dùng, và chúng ta cần phải có một tràng vỗ tay cho Flare. Tiếp theo ở bên này chúng ta sẽ có một cái cụm như này, gồm có hai cái bộ phận chính, một là phần group và hai là cái basket này. Đây là cái basket bottomless 46mm với cả một cái độ sâu khá là lớn. Thì với cả một cái basket sâu như thế này chúng ta sẽ có xu hướng là phải xay cà phê thô một chút so với cả những cái chiếc máy có cái giỏ lớn hơn như là Robo Cà Phê Latte hay là Flare 58. Thậm chí với cả cái cỡ xay của chiếc Flare Pro 2 này nó cũng sẽ chỉ ngang bằng hoặc là nó sẽ thô hơn một chút so với cả Pico Presso. Và nối liền bên trên là một cái cụm group hit rất là dày dặn, rất là chắc chắn, cầm vào rất là sướng. Và như bạn nhìn thấy ở đây, với cả cái độ dày này thì câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ cần bao nhiêu năng lượng để có thể làm nóng nó, thì câu trả lời sẽ được bật mí ở cái phần tiếp theo của video. Và ở bên trong này nó sẽ là một cái piston có thể chạy lên chạy xuống được. Cái piston này nó sẽ được đậy kín lại để tạo ra một cái môi trường chiết xuất chân không bằng cái đồng hồ đo áp suất ở đây. Cái đồng hồ đo áp này ngoài ra nó cũng sẽ là một cái điểm tiếp xúc giữa cả cái phần đòn bẩy của chiếc Flare Pro 2 với cả cái phần group hit luôn. Và ok, không còn gì thú vị nữa, mình sẽ mời bạn ngắm nhìn lại chiếc Pro 2 một lần cuối trước khi chúng ta đến với quá trình. Ok, và đấy là thiết kế của Flare Pro 2. Vậy quay trở lại với phiên bản Flare giá rẻ hơn là Flare Neo, chúng ta sẽ phải đánh đổi những cái gì? Đầu tiên nó sẽ là rất nhiều yếu tố bằng nhựa. Một là rib tray bằng nhựa, piston cũng bằng nhựa, hay là cả cái phần bên ngoài của cái basket này nó cũng là nhựa nốt. Ngoài ra thì cái bán kính của cái basket này nó cũng sẽ nhỏ hơn khá là nhiều so với chiếc Flare Pro 2. Mặc dù chiếc Flare Pro 2 đã khá nhỏ rồi, cái này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 38mm. Và cái điểm khác biệt rất lớn đấy chính là chiếc Flare Neo nó sẽ không phải là bộ lọc đáy thủng, mà nó sẽ là một cái van pressurized như này. Có nghĩa là chúng ta sẽ không phụ thuộc vào cái lực cản của cái phần cà phê được nén lại để hình thành áp suất nữa, mà chúng ta sẽ phụ thuộc vào cái lực cản đầu ra của cái phần van áp suất này. Và cuối cùng là với chiếc Flare Neo thì tất cả những cái hy vọng của chúng ta để pha ra một ly espresso ngon nó sẽ đến từ sự mách bảo của tổ tiên, khi mà chúng ta sẽ không có một cái đồng hồ áp suất ở trên này mà chúng ta sẽ chỉ có đơn thuần một cái piston như này thôi. Và nếu mà bạn muốn kiểm soát nhiều hơn, bạn muốn có những cái thông số chi tiết hơn thì bạn có thể bỏ ra gần 2 triệu đồng cho một cái bộ piston bằng kim loại đính kèm với cái đồng hồ áp suất gần giống như Flare Pro 2 ở đây. 2 triệu! 2 triệu!
Và đấy là tất cả những gì chúng ta cần biết về thiết kế của hai chiếc flare mà chúng ta đang có ở đây. Và còn chần chờ gì nữa, bắt đầu pha chế thôi. Ok, vậy là quá trình pha chế cùng hai chiếc flare đã hoàn thành và hai ly cà phê mình có ở đây, mình đã uống nó. Cơ bản, Flare Pro 2 nó vẫn đem đến một cái sự khác biệt rất là lớn so với Flare Neo. Nhưng cái sự khác biệt ở đây là gì? Cụ thể ở đây nó sẽ là cái sự rõ ràng về hương vị và cái sự dày dặn về mặt body. Flare nó sẽ vượt trội hơn. Và có một điểm bất ngờ rất lớn là đối với cả chiếc Flare Pro 2, khi mà mình đã sử dụng đến hai bước để preheat và chúng ta vẫn sẽ có một ly espresso thiếu nhiệt so với chiếc Flare Neo. Và qua đấy mình cảm thấy ly espresso đến từ Flare Neo nó đem đến một cái cảm giác dễ chịu hơn, nó đem đến một cái cảm giác rất là hòa quyện, mặc dù nó vẫn còn những cái yếu điểm như mình đã nói ở trên về body cũng như là độ rõ ràng về mặt hương vị. Ok, và như tất cả những cái video trước mình review về những cái loại dụng cụ thì hương vị chưa bao giờ là yếu tố cuối cùng mà chúng ta đưa ra cái nhận xét cả. Chúng ta cần cân nhắc một yếu tố quan trọng hơn, đấy là workflow Flare Pro 2 trước nhá. Như các bạn đã thấy trong cái phần pha chế thì mình đã sử dụng đến hai bước để preheat cái phần group này và kết quả là mình vẫn thu ra cho một ly espresso có xu hướng hơi chua và thiếu nhiệt. Qua đấy thì mình thấy cái sự lích kích trong cái quá trình vận hành của chiếc Flare Pro 2 này là rất rõ ràng. Hai bước preheat mà vẫn chưa hiệu quả thì bắt mình preheat đến bước thứ ba thì mình chịu bỏ qua ngay lập tức vì như thế là có lích kích. Thực tế thì khi mới nhận chiếc máy Flare Pro 2 này về thì mình có cảm xúc cực kỳ tích cực với nó, có nghĩa là mình sử dụng nó với cả một cái sự thỏa mãn rất là cao khi mà nó có một cái khả năng vận hành rất là mượt mà, tất cả những chi tiết được hoàn thiện tốt. Nhưng sau 2 tuần thì cái sự lích kích về cái bước preheat này nó đã thực sự trở thành một vấn đề, và đến bây giờ mỗi khi nhìn thấy cái chiếc Flare Pro 2 này mình thực sự không quá mặn mà. Và đối với mình là một người làm trong môi trường toàn những cái dụng cụ cà phê mà mình còn cảm thấy như thế thì mình tự hỏi là Flare Pro 2 có thực sự là một giải pháp để chúng ta có thể pha espresso hàng ngày hay không? Cá nhân mình sẽ đưa ra câu trả lời là không. Và nếu để chọn một dụng cụ level espresso để pha cà phê hàng ngày thì đây mới là lựa chọn mà mình ưu tiên hơn, Flare Neo. Chất lượng hoàn thiện của Flare Neo có bằng Flare Pro 2 hay không? Không. Và chất lượng espresso của Flare Neo có bằng Flare Pro 2 hay không? Câu trả lời cũng là không nốt. Nhưng chỉ với một bước preheat thì mình đã có một cái ly espresso đủ nóng hơn rất là nhiều so với cả Flare Pro 2 rồi. Thì đấy là cái vấn đề mà mình lựa chọn Flare Neo. Nó không đem đến một cái sự rõ ràng mà hương vị, body cũng không thực sự tốt. Nhưng mà ở đấy mình thấy một ly espresso cảm xúc với cả một cái độ nóng rất là tối ưu, cũng như là cái độ mượt mà về mặt hương vị. Ở đây nó cái giỏ pressurized, có nghĩa là cái giỏ hỗ trợ áp suất này, nó thực sự hoạt động rất là hiệu quả trong cái việc mà chúng ta không cần phải lo nghĩ quá nhiều. Và tất nhiên khi mà chúng ta đã tìm ra được một cỡ xay đủ tốt cho nó rồi thì cái chất lượng espresso của nó hoàn toàn không tệ như là chúng ta nghĩ. Còn ngon thì bao nhiêu cũng đủ mà, cho nên là mình nghĩ là khi mà chúng ta thấy đủ nó là đủ thôi. Thì đối với mình, chiếc Flare Neo này nó đem đến một cái ly espresso đáp ứng được cái nhu cầu của mình và nó đem đến một workflow hiệu quả hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì Flare Neo nó sẽ không dừng lại ở đây. Nếu như bạn chịu bỏ thêm tiền để đầu tư cho nó, có nghĩa là sẽ có hai cái nâng cấp mình nghĩ thực sự đáng giá với chiếc Flare Neo này. Đấy chính là cái phần piston kèm với cả cái đồng hồ áp suất, thêm một cái dẻo cái thùng ở dưới. Cả cái combo đấy nó sẽ loanh quanh khoảng tầm 2 triệu đồng cộng với cả một chiếc Flare có giá là 4.7 triệu. Khi đấy những cái option chúng ta có trên chiếc Flare Neo nó sẽ gần giống như là chiếc Flare Pro 2, và qua đấy thì cái chất lượng espresso pha ra nó cũng sẽ tiếp cận với cả Flare Pro 2 luôn. Thêm vào nữa là workflow ngon hơn, sao nhỉ? Và tổng kết lại ở đây là với cái budget đưa ra khoảng tầm dưới 10 triệu thì Flare Pro 2 có mức giá là 8 triệu và Flare Neo có mức giá là khoảng gần 5 triệu đồng. Thì mình sẽ đưa ra lời khuyên cho bạn với chiếc Flare Pro 2 chỉ khi bạn thực sự có nhu cầu về mặt trải nghiệm chất lượng build, trải nghiệm cái quy trình pha chế và dành thời gian để mày mò, để tọc mạch với cả cái ly espresso của mình. Flare Pro 2 rất là xứng đáng. Còn nếu như bạn hướng đến một cái cuộc sống hàng ngày với cả cái sự nhanh gọn nhất định, với cả một cái chất lượng espresso không quá cao nhưng đáp ứng đủ, thì Flare Neo hay là những cái tùy chọn nâng cấp của nó thực sự là một cái lựa chọn mà bạn nên cân nhắc. Ok, và bài review của mình về hai chiếc Flare sẽ kết thúc tại đây. Hãy để lại một like, một subscribe nếu bạn thấy nội dung này hay, thú vị. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Espresso Maker.